Chào mừng các em đến với chương trình ôn thi Trung học Trung quốc gia được phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ. Như các em đã biết, trong đề thi tham khảo đề thi chính thức năm 2019 và đề thi tham khảo năm 2020 của kỳ thi Trung học Trung quốc gia, kiến thức lớp 11 thì có 5 câu hỏi. Cụ thể, nội dung về tổ hợp có 1 câu hỏi ở mức độ nhận biết, về xác suất có 1 câu hỏi ở mức độ vận dụng, về cấp số cộng hoặc cấp số nhân thì có 1 câu hỏi ở mức độ nhận biết, về hình học không gian thì có 2 câu hỏi, 1 câu hỏi ở mức độ thông hiểu về góc và 1 câu hỏi ở mức độ vận dụng về khoảng cách. Như vậy, ở chương trình lớp 11 sẽ có 5 câu hỏi, trong đó có 2 câu hỏi nhận biết, 1 câu hỏi thông hiểu và 2 câu hỏi vận dụng, chiếm tỷ lệ 10% trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và đề thi tham khảo năm 2020. Trong bài học ngày hôm nay, giáo sẽ hướng dẫn các em ôn tập các kiến thức về tổ hợp và xác suất. Nội dung của bài học ngày hôm nay thì gồm có 2 phần. Thứ nhất là chúng ta ôn tập về quy tắc đếm, về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Thứ hai là chúng ta ôn tập về xác suất. Trong bài học ngày hôm nay thì các em lưu ý các câu hỏi được trích từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia các năm thì đều được lấy từ mã đề thi 101. Sau đây, chúng ta đi vào nội dung của phần thứ nhất. Chúng ta ôn tập về hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp. Các em lưu ý, số phần tử của tập hữu hạn A thì được ký hiệu là A để trong giá trị tuyệt đối, hoặc N mở đóng ngoặc A. Và từ nay thì sẽ gọi tắt số phần tử của một tập A hữu hạn là NA. Trước hết, chúng ta nhắc lại về các quy tắc đếm. Thì chúng ta đã học hai quy tắc đếm là quy tắc cộng và quy tắc nhân. Quy tắc cộng thì được phát biểu như sau. Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo phương án A hoặc phương án B, có N cách thực hiện phương án A và M cách thực hiện phương án B. Khi đó, công việc có thể được thực hiện bởi M cộng với N cách. Và quy tắc cộng thì có thể được mở rộng cho công việc với nhiều phương án, không chỉ giới hạn ở hai phương án. Ví dụ, công việc chọn một học sinh trong một nhóm gồm M nam sinh và N nữ sinh thì sẽ có M cộng với N cách. Thì dựa vào quy tắc cộng thì các em có thể dễ dàng giải quyết được câu hỏi số 1 là câu số 1 trong đề thi tham khảo năm 2020 như sau. Từ một nhóm học sinh gồm 6 nam và 8 nữ, có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh? Chúng ta có các phương án. Phương án A 14, phương án B 48, phương án C 6 và D là 8. Thì trong câu hỏi này, các em thấy việc chọn ra một học sinh thì hoặc chúng ta sẽ chọn được một học sinh nam là có 6 cách chọn, hoặc chọn được một học sinh nữ là có 8 cách chọn. Do đó, chúng ta thấy sẽ có 6 cộng 18 là 14 cách chọn ra một học sinh. Vậy trong câu hỏi này, đáp án là A. Quy tắc nhân thì quy tắc nhân được phát biểu như sau. Giả sử một công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể làm theo N cách. Với mỗi cách thực hiện công đoạn A thì công đoạn B có thể làm theo M cách. Khi đó công việc có thể được thực hiện theo N nhân M cách. Và các em cũng lưu ý quy tắc nhân có thể được mở rộng cho công việc với nhiều công đoạn. Ví dụ, công việc chọn một học sinh nam và một học sinh nữ trong một nhóm gồm M nam sinh và N nữ sinh thì sẽ có M nhân N cách chọn. Chúng ta xét câu hỏi thứ hai như sau. Từ một nhóm học sinh gồm 6 nam và 8 nữ, có bao nhiêu cách chọn ra hai học sinh, trong đó có một nam và một nữ? Các phương án: A 14, B
48, C 6 và D 8. Thì các em thấy việc chọn ra hai học sinh, trong đó có một học sinh nam và một học sinh nữ thì được chia thành hai công đoạn. Công đoạn 1, chọn ra một học sinh nam thì có 6 cách chọn một học sinh trong 6 học sinh nam. Công đoạn 2, chọn ra một học sinh nữ thì có 8 cách chọn ra một học sinh nữ trong 8 học sinh nữ đã cho. Do đó, theo quy tắc nhân thì số cách chọn ra một học sinh nam và một học sinh nữ là 6 x 8 và bằng 48. Nên trong câu hỏi này, đáp án là B. Như vậy, với quy tắc cộng và quy tắc nhân thì các em cần phân biệt rõ cho thầy giáo khi nào sử dụng quy tắc cộng, khi nào sử dụng quy tắc nhân. Quy tắc cộng được sử dụng khi một công việc có thể được thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Còn quy tắc nhân được sử dụng nếu một công việc gồm hai công đoạn A và công đoạn B. Về hoán vị, thì các em nhớ định nghĩa hoán vị như sau. Cho tập A gồm n phần tử với n lớn hơn hoặc bằng 1. Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập A thì được gọi là một hoán vị của n phần tử đó. Và dựa vào quy tắc nhân thì chúng ta chứng minh được số các hoán vị của n phần tử thì ký hiệu là PN. Và ta có PN bằng n nhân n trừ 1 nhân n trừ 2 nhân vân 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 nhân đến 2 nhân đến 1. Tức là PN sẽ bằng tích của n số nguyên dương đầu tiên. Và người ta ký hiệu bằng n giai thừa. Dựa vào hoán vị thì các em có thể dễ dàng tìm được đáp án của câu hỏi số 3 như sau. Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 học sinh thành một hàng dọc? Phương án A, 6. Phương án B, 6 mũ 6. Phương án C, 6 giai thừa. Và phương án D, 1. Rõ ràng, việc sắp xếp 6 học sinh thành một hàng dọc chính là một hoán vị của một tập hợp có 6 phần tử. Do đó, số cách sắp xếp thì bằng số hoán vị của một tập hợp có 6 phần tử và bằng 6 giai thừa. Nên trong câu hỏi này, đáp án là C. Về chỉnh hợp, thì các em cần nhớ định nghĩa chỉnh hợp như sau. Cho tập A gồm n phần tử và số nguyên k với k lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng n. Khi lấy ra k phần tử khác nhau của tập A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó, thì ta được một chỉnh hợp chập k của n phần tử của tập A và gọi tắt là một chỉnh hợp chập k của A. Dựa vào quy tắc nhân thì chúng ta có thể chứng minh được kết quả. Số các chỉnh hợp chập k của tập hợp có n phần tử với k lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng n thì được ký hiệu là AKN. Trong đó k là chỉ số trên, còn n là chỉ số dưới. Và chúng ta sẽ có AKN thì bằng n nhân n trừ 1 nhân vân 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 nhân đến n trừ k cộng 1. Và nếu chúng ta viết dưới dạng giai thừa thì chúng ta sẽ có AKN sẽ bằng n giai thừa chia cho n trừ k giai thừa. Các em chú ý, mỗi hoán vị của n phần tử thì cũng chính là một chỉnh hợp chập n của n phần tử đó. Vì vậy, với quy ước không giai thừa bằng 1 thì chúng ta sẽ có số hoán vị của một tập có n phần tử thì chính bằng số chỉnh hợp chập n của n phần tử. Tức là PN sẽ bằng ANN. Chúng ta xét câu hỏi số 4 như sau. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5? A là 10, B 60, C 125 và D 120. Để các em nhận thấy, mỗi số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được lập bằng cách lấy 3 chữ số khác nhau từ tập 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 và xếp chúng theo một thứ tự nhất định. Do đó, mỗi số như vậy thì được coi là một chỉnh hợp chập 3 của 5. Nên, số các số tự nhiên thỏa mãn bài toán
sẽ bằng số chỉnh hợp chập 3 của 5 và bằng A 3 5 và bằng 60. Nên trong câu hỏi này, đáp án là B. Thì đây là câu hỏi ở mức độ thông hiểu. Về tổ hợp, thì các em ghi nhớ định nghĩa tổ hợp như sau. Cho tập A gồm n phần tử và số nguyên k với k lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng n. Mỗi tập con gồm k phần tử của tập A thì được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của tập A. Hoặc kết quả của việc lấy ra k phần tử khác nhau của tập A không quan tâm đến thứ tự thì được gọi là một tổ hợp chập k của A. Như vậy, các em cần phân biệt rõ chỉnh hợp và tổ hợp. Chỉnh hợp chập k của n là một cách lấy ra k phần tử của tập A có n phần tử và sắp xếp chúng theo một thứ tự nhất định. Còn tổ hợp chập k của tập có n phần tử thì chính là mỗi một cách lấy ra k phần tử khác nhau của tập A mà không quan tâm đến thứ tự. Các em thấy với mỗi tổ hợp chập k của tập có n phần tử thì sẽ tạo ra k giai thừa chỉnh hợp. Do đó, số các tổ hợp chập k của tập có n phần tử thì được ký hiệu là CKN, trong đó k là chỉ số trên, n là chỉ số dưới. Và chúng ta có CKN sẽ bằng AKN chia cho k giai thừa và bằng n nhân n trừ 1 nhân n trừ 2 nhân vân vân nhân đến n trừ k cộng 1, tất cả chia cho k giai thừa. Và nếu chúng ta viết dưới dạng thu gọn thì chúng ta sẽ có CKN bằng n giai thừa chia cho k giai thừa nhân với n trừ k giai thừa. Ở đây thì các em chú ý, chúng ta quy ước C0N thì bằng 1. Coi rỗng là tổ hợp chập 0 của tập có n phần tử. Và khi đó công thức CKN bằng n giai thừa chia cho k giai thừa nhân với n trừ k giai thừa cũng đúng với mọi k là số nguyên thỏa mãn k lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng n. Và các em lưu ý, từ nay về sau, để cho thuận tiện trong cách gọi thì cháu sẽ đọc số tổ hợp chập k của tập có n phần tử là CKN và số chỉnh hợp chập k của tập có n phần tử là AKN. Còn số hoán vị của một tập có n phần tử nó sẽ đọc là PN. Chúng ta xét câu hỏi thứ 5 như sau. Câu 5 là câu 9 trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là A. 2 mũ 7, B. A. 2 7, C. C. 2 7 và D. 7 bình phương. Các em thấy, mỗi cách chọn 2 học sinh từ nhóm gồm 7 học sinh thì chính là một tổ hợp chập 2 của 7. Do đó, số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh sẽ bằng số tổ hợp chập 2 của 7 và bằng C27. Nên trong câu hỏi này, đáp án là C. Câu 6 là câu 1 trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh? A. 2 mũ 34, B. A. 2 của 34, C. 34 bình phương và D. C. 2 của 34. Thì tương tự như câu hỏi 5, thì trong câu hỏi này, số cách chọn 2 học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh là C. 2 của 34, tức là đáp án D. Thì cả hai câu hỏi này đều ở mức độ nhận biết. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 7, là câu 12 trong đề thi tham khảo năm 2019. Với K và N là hai số nguyên dương tùy ý, thỏa mãn, K nhỏ hơn là bằng N. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. CKN bằng N giai thừa chia cho K giai thừa nhân với N trừ K giai thừa. B. CKN bằng N giai thừa chia K giai thừa.
C. CKN bằng N dây thừa chia cho N trừ K dây thừa. Và D. CKN bằng K dây thừa nhân với N trừ K dây thừa chia cho N dây thừa. Thì ở đây các em nhớ công thức để tính số tổ hợp chập K của một tập có N phần tử. CKN thì bằng N dây thừa chia cho K dây thừa nhân với N trừ K dây thừa. Nên trong câu hỏi này đáp án là A. Câu 8. Với K và N là hai số nguyên dương tùy ý, thỏa mãn K nhỏ hơn hoặc bằng N. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. AKN bằng N dây thừa chia cho K dây thừa nhân với N trừ K dây thừa. B. AKN bằng N dây thừa chia cho K dây thừa. C. AKN bằng N dây thừa chia cho N trừ K dây thừa. Và D. AKN bằng N trừ K dây thừa chia cho N dây thừa. Thì các em ghi nhớ công thức để tính số chỉnh hợp chập K của một tập có N phần tử là AKN bằng N dây thừa chia cho N trừ K dây thừa. Nên trong câu hỏi này, đáp án là C. Cả hai câu hỏi này thì đều ở mức độ nhận biết. Thì ở đây các em cần nhớ chính xác công thức tính số tổ hợp chập K của một tập có N phần tử và số chỉnh hợp chập K của một tập có N phần tử. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang phần thứ hai, xác suất. Thì ở phần này thì các em cần nhớ định nghĩa xác suất. Giả sử A là biến cố có liên quan đến một phép thử ngẫu nhiên chỉ có hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện. Ta gọi tỷ số NA chia cho N omega là xác suất của biến cố A, ký hiệu là PA. Như vậy, chúng ta sẽ có PA sẽ bằng NA trên N omega. Và các em lưu ý, để tính được xác suất của biến cố A thì trước hết chúng ta phải xác định được đúng không gian mẫu omega. Xác định biến cố A cần tính xác suất. Sau đó chúng ta sẽ tính N omega là số các kết quả có thể xảy ra của phép thử. Thì đây cũng chính là số phần tử của không gian mẫu omega. Chúng ta cần tính NA là số phần tử của biến cố A. Đây cũng chính là số kết quả thuận lợi cho biến cố A. Như vậy, các em nhớ để tính được xác suất thì các em cần xác định được đúng không gian mẫu, xác định được biến cố A cần tính và sau đó chúng ta tính N omega, số phần tử của không gian mẫu và NA là số các kết quả thuận lợi cho biến cố A. Về tính chất của xác suất thì các em ghi nhớ một số tính chất sau. Tính chất thứ nhất, xác suất của biến cố chắc chắn luôn luôn bằng 1, tức là P của omega bằng 1. Còn xác suất của biến cố không thể thì bằng 0, tức là P rỗng thì bằng 0. Tính chất thứ hai, xác suất của một biến cố bất kỳ đều lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1. Tính chất 3, nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì P của A hợp B sẽ bằng PA cộng với PB. Thì đây chính là công thức cộng xác suất. Thì trong đó A hợp B chính là biến cố hợp của hai biến cố A và B. Hệ quả PA ngang thì luôn luôn bằng 1 trừ PA với mọi biến cố A. Trong đó A ngang là ký hiệu biến cố đối của biến cố A. Tính chất thứ tư, A và B là hai biến cố độc lập khi và chỉ khi P của A nhân B thì bằng PA nhân PB. Thì đây chính là công thức nhân xác suất. Trong đó A nhân B thì chính là biến cố giao của hai biến cố A và B. Các em lưu ý, hai biến cố A và B thì được gọi là xung khắc nếu A giao B bằng rỗng. Và hai biến cố được gọi là độc lập nếu sự xảy ra của một biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia. Sau đây, chúng ta sẽ xét một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan liên quan đến việc tính xác suất của biến cố.
trong một số trường hợp cụ thể như sau. Câu 1 là câu 21 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng A. 4 phần 455 B. 24 phần 455 C. 4 phần 165 và D. 33 phần 91. Ở đây, các em thấy trong hộp sẽ có tổng số 15 quả cầu, gồm 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh. Như vậy, để tính được xác suất trong bài toán này thì các em cần xác định chính xác cho thầy giáo không gian mẫu omega là gì. Biến cố cần tính xác suất là biến cố nào. Sau đó chúng ta đi xác định n omega và tính các kết quả có thể xảy ra của biến cố cần tính xác suất. Cụ thể trong bài toán này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Không gian mẫu omega là tập hợp tất cả các cách lấy ra 3 quả cầu từ 15 quả cầu có trong hộp. Thì rõ ràng mỗi một cách lấy ra 3 quả cầu từ 15 quả cầu có trong hộp chính là một tổ hợp chập 3 của một tập có 15 phần tử. Nên số phần tử của không gian mẫu omega bằng số tổ hợp chập 3 của 15. Và chúng ta sẽ có n omega sẽ bằng C3 của 15. Gọi A là biến cố, 3 quả cầu được lấy ra chỉ có màu xanh. Thì đây chính là biến cố mà chúng ta cần tính xác suất trong đề bài. Thì ta sẽ có NA sẽ bằng C34. Chúng ta muốn lấy được 3 quả cầu màu xanh trong hộp thì 3 quả cầu màu xanh này chỉ có thể lấy trong tổng số 4 quả cầu màu xanh đã có trong hộp. Do đó, xác suất cần tính PA sẽ bằng NA trên N omega và bằng C34 chia C3 15 và bằng 4 phần 455. Nên trong câu hỏi này đáp án là A. Thì các em lưu ý, các em cũng có thể gặp sai lầm để ra các phương án nhiễu mà đề bài đã cho. Ví dụ như sau. Nếu các em xác định sai NA là cách lấy ra 3 quả cầu màu xanh trong tổng số 4 quả cầu màu xanh. Nếu các em xác định sai NA bằng A34 thì lập tức chúng ta sẽ ra cái phương án nhiễu là phương án B, 24 phần 455. Hoặc các em xác định sai số phần tử của không gian mẫu N omega bằng C3 của 11 thì chúng ta sẽ ra các đáp án nhiễu là đáp án C hoặc là đáp án D. Thầy giáo nhấn mạnh lại với các em để tính xác suất của một biến cố thì các em cần xác định được đúng không gian mẫu, sau đó tính số phần tử của không gian mẫu, xác định được đúng biến cố cần tính xác suất, sau đó tính số phần tử của biến cố này. Chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ hai như sau. Là câu 40 trong đề thi tham khảo năm 2019. Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 3 ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh gồm 3 nam và 3 nữ ngồi vào hai dãy ghế đó, sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng A. 2 phần 5 B. 1 phần 20 C. 3 phần 5 và D. 1 phần 10. Trong câu hỏi này thì các em lưu ý, không gian mẫu omega là tập hợp gồm tất cả các cách xếp 6 học sinh vào 6 ghế. Do đó, mỗi một cách sắp xếp 6 học sinh vào 6 ghế chính là một hoán vị của 6 phần tử. Nên N omega sẽ bằng 6 giai thừa. Gọi A là biến cố. Mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ. Bây giờ chúng ta phải xác định số phần tử của biến cố A để tính xác suất của biến cố A. Để xếp được một kết quả thuận lợi cho biến cố A, thì chúng ta sẽ thực hiện theo các bước. Thứ nhất là chúng ta đánh số thứ tự các ghế như hình vẽ. Như các em quan sát trên hình vẽ,
ghế số 1 đối diện với ghế số 4, ghế số 2 đối diện với ghế số 5 và ghế số 3 thì đối diện với ghế số 6. Sau đó chúng ta xếp 6 học sinh vào 6 ghế, mỗi học sinh một ghế, thỏa mãn biến cố A theo các công đoạn như sau. Công đoạn 1, chúng ta xếp ghế số 1 thì có 6 cách xếp một học sinh vào ghế số 1. Công đoạn 2, xếp ghế số 4 đối diện với ghế số 1 thì có 3 cách xếp. Thì tại sao công đoạn 2 lại có 3 cách xếp? Vì nếu ở công đoạn 1 xếp ghế số 1 là một học sinh nam thì ở công đoạn 2 xếp ghế số 4 đối diện với ghế số 1 thì sẽ là xếp một học sinh nữ. Như vậy chúng ta sẽ lấy ra một học sinh nữ trong 3 học sinh nữ để xếp vào ghế số 4 nên sẽ có 3 cách xếp. Tương tự, nếu ghế số 1 là xếp một học sinh nữ thì ghế số 4 chúng ta phải xếp một học sinh nam, sẽ có 3 cách xếp một học sinh nam và ghế số 4. Như vậy, cả hai trường hợp thì xếp ghế số 4 đều có 3 cách xếp. Công đoạn 3, xếp ghế số 2 thì chúng ta sẽ có 4 cách xếp một học sinh vào ghế số 2. Công đoạn 4, chúng ta xếp ghế số 5 đối diện với ghế số 2 thì tương tự như công đoạn 2 thì chúng ta cũng có 2 cách xếp. Công đoạn 5, chúng ta xếp ghế số 3 thì sẽ có 2 cách xếp vì chỉ còn 2 học sinh sau công đoạn 4. Chúng ta sẽ có 2 cách xếp, một học sinh vào ghế số 3. Khi đó, ghế số 6 sẽ có 1 cách xếp. Do đó, theo quy tắc nhân, số cách xếp cũng chính là số các kết quả thuận lợi cho biến cố A sẽ bằng 6 x 3 x 4 x 2 x 2 x 1 và bằng 288. Nên xác suất cần tính PA sẽ bằng NA trên N omega bằng 2/5. Do đó, trong câu hỏi này, đáp án là A. Đây là câu hỏi ở mức độ vận dụng. Ngoài việc các em xác định được số phần tử của không gian mẫu, thì các em phải biết cách sắp xếp để thỏa mãn biến cố A theo các công đoạn như thầy đã hướng dẫn ở trên. Các em chú ý, để xác định số phần tử của biến cố A thì các em cũng có thể thực hiện theo cách thứ hai như sau. Để xếp được một kết quả thuận lợi cho biến cố A thì ta thực hiện theo các bước như sau. Xếp 3 học sinh nữ vào cùng một dãy ghế thì có 3 giai thừa cách xếp. Xếp 3 học sinh nam vào cùng một dãy ghế thì chúng ta cũng có 3 giai thừa cách xếp. Như vậy, sau khi xếp 3 học sinh nữ, 3 học sinh nam vào cùng một dãy ghế thì chúng ta sẽ được kết quả cách xếp như trên. Ở các cặp ghế đối diện nhau thì hai bạn nam và nữ có thể đổi chỗ cho nhau. Do đó, chúng ta sẽ có 2 mũ 3 cách đổi chỗ hai bạn nam và nữ ở các ghế đối diện nhau. Nên số phần tử của biến cố A, NA sẽ bằng 3 giai thừa nhân 3 giai thừa nhân với 2 mũ 3 và vẫn bằng 288. Nên xác suất của biến cố A trong trường hợp này chúng ta tính ra vẫn bằng 2/5. Đấy, các em lưu ý là một bài toán về xác suất thì các em có thể có nhiều cái cách để các em tính ra xác suất. Có thể các em như trong bài toán này thì có hai cách. Cũng có thể có những bài toán khác các em không tính xác suất của biến cố A mà các em có thể tính xác suất của biến cố đối của biến cố A là biến cố A ngang và từ đó suy ra xác suất của biến cố A. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 3 như sau. Câu 3, đây là câu 36 trong đề thi tham khảo năm 2020. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để số được chọn có tổng các chữ số là chẵn bằng A. 41/81, B. 4/9, C. 1/2 và D. 16/81. Ở trong câu hỏi này thì các em cần xác định chính xác không gian mẫu omega là gì và biến cố cần tính xác suất là biến cố như thế nào. Thầy sẽ hướng dẫn các em giải quyết bài toán này như sau. Trước hết, chúng ta sẽ đếm xem tập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau thì có bao nhiêu phần tử. Thì gọi x là tập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau ABC với ABC thuộc vào tập A
gồm các phần tử 0, 1, 2, vân 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 đến 9 và A khác 0. Thì việc chọn ra một số tự nhiên như vậy sẽ chia làm hai công đoạn. Công đoạn 1, chúng ta chọn A thì chúng ta sẽ thấy có 9 cách chọn A. Vì A khác 0 nên A chỉ có thể thuộc vào tập A lớn trừ đi phần tử 0. Sau khi chọn A, chúng ta chuyển sang công đoạn 2 là chúng ta chọn hai số B và C. Thì mỗi một cách chọn ra hai số B và C thì chính là một chỉnh hợp chập 2 của tập có 9 phần tử là tập A trừ đi cái phần tử đã chọn làm số A nhỏ. Như vậy, số cách chọn sẽ là A29. Do đó, theo quy tắc nhân thì chúng ta sẽ có 9 nhân với A29 và bằng 648 số tự nhiên thuộc tập X. Hay tập X sẽ có 648 phần tử. Đến đây, chúng ta sẽ xác định không gian mẫu omega như sau. Không gian mẫu omega là tập hợp gồm tất cả các cách chọn một số tự nhiên thuộc tập X. Như vậy, mỗi một cách chọn một số tự nhiên thuộc tập X chính là một tổ hợp chập 1 của tập X. Nên số phần tử của không gian mẫu N omega sẽ bằng C1 của 648 và bằng 648. Bây giờ chúng ta sẽ xác định số các kết quả thuận lợi cho biến cố cần tính xác suất. Gọi A là biến cố chọn được số tự nhiên có dạng ABC với A cộng B cộng C là số chẵn. Thì ta nhận thấy A cộng B cộng C là số chẵn khi và chỉ khi xảy ra một trong các phương án sau. Phương án 1, cả ba chữ số ABC đều chẵn. Tức là cả ba chữ số ABC đều thuộc tập B lớn gồm có 5 phần tử là các số 0, 2, 4, 6 và 8. Nhưng các em lưu ý, A phải khác 0, nên trong trường hợp này, chúng ta chọn A thì sẽ có 4 cách chọn. A sẽ thuộc vào tập 2, 4, 6 và 8. Phương án này, chúng ta sẽ thấy có 4 nhân A24 và bằng 48 số thỏa mãn. Phương án 2, trong 3 số A, B, C có một số chẵn và hai số lẻ. Khi đó sẽ xảy ra hai trường hợp. Nếu A là số chẵn thì chúng ta sẽ chọn thứ tự như sau. Chọn A thì vì A khác 0 cho nên sẽ có 4 cách chọn A. Chúng ta chọn BC là chọn ra hai số lẻ trong 5 số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 và xếp vào hai vị trí B và C có kể thứ tự nên sẽ có A25 cách chọn. Còn nếu A là số lẻ thì chúng ta sẽ thực hiện chọn theo thứ tự như sau. Chúng ta chọn A thì có 5 cách chọn. A sẽ thuộc vào tập 1, 3, 5, 7, 9. Chọn một số chẵn để gán bằng B hoặc C. Thì chọn ra một số chẵn thì chúng ta sẽ có 5 cách chọn. Và để gán vào B hoặc C thì sẽ có 2 cách gán. Do đó sẽ có 5 nhân với 2 cách chọn. Tiếp theo, chúng ta chọn một số lẻ để gán vào chữ số còn lại. Thì chúng ta nhớ, sau khi chọn A là số lẻ, thì chúng ta chỉ còn 4 số lẻ còn lại. Nên sẽ có 4 cách chọn một số lẻ để gán vào chữ số còn lại. Do đó, trong phương án này, thì chúng ta sẽ có 4 nhân với A25, cộng với 5 nhân 5 nhân 2 nhân 4, và bằng 280 số tự nhiên thỏa mãn phương án 2. Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là NA sẽ bằng 48 cộng với 280 và bằng 328. Nên xác suất cần tính PA sẽ bằng NA trên N omega và bằng 41/81. Nên trong câu hỏi này đáp án là A. Ở câu hỏi số 3 thì các em lưu ý thì các em có thể mắc sai lầm trong việc tính số phần tử của biến cố A và có thể ra được kết quả là 4/9 hoặc là 16/81. Còn kết quả 1/2, một số em có thể nghĩ là trong số 648 số tự nhiên thì có một nửa là số tự nhiên có tổng các chữ số là chẵn, một nửa có tổng các chữ số là lẻ, nên xác suất là 1/2. Thì các em thấy ngay trong bài toán này thì không phải. Hoặc phương án B, D thì các em có thể nhầm lẫn trong việc các em đếm số phần tử
của biến cố A, mà các em không chú ý rằng là chữ số hàng trăm là chữ số A ấy, phải khác không. Nên các em không xét trường hợp này thì rất có thể chọn được phương án là B hoặc D, thì đây là đều là các phương án nhiễu. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 4 như sau. Câu 4 là câu 37 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng A 1/2, B 13/25, C 12/25 và D 313/625. Ở câu hỏi này thì các em lưu ý trong 25 số nguyên dương đầu tiên thì có 13 số lẻ và 12 số chẵn. Không gian mẫu omega trong trường hợp này thì là tập hợp tất cả các cách chọn ra hai số khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên. Và mỗi một cách chọn hai số khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên thì chính là một tổ hợp chập 2 của 25 phần tử. Nên N omega sẽ bằng C2 của 25 và bằng 300. Căn cứ vào đề bài thì chúng ta sẽ thấy nếu gọi A là biến cố lấy được hai số có tổng là một số chẵn thì chúng ta cần tính xác suất của biến cố A. Các em thấy để hai số có tổng là một số chẵn thì sẽ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, hai số đó đều là hai số chẵn. Thứ hai, hai số đó đều là hai số lẻ. Do đó, hai số được chọn có tổng là một số chẵn khi và chỉ khi xảy ra một trong các phương án sau. Phương án 1, lấy được hai số lẻ trong tổng số 13 số lẻ thì chúng ta dễ dàng thấy sẽ có C2 của 13 cách lấy. Phương án 2, lấy được hai số chẵn trong tổng số 12 số chẵn thì tương tự như trên, chúng ta sẽ có C2 của 12 cách. Nên chúng ta suy ra NA bằng C2 của 13 cộng với C2 của 12 và bằng 144. Từ đó suy ra xác suất cần tính PA sẽ bằng NA trên N omega và bằng 12/25. Nên trong câu hỏi này đáp án là C. Thì trong câu hỏi này thì các em cũng rất có thể làm theo cách tìm biến cố đối của biến cố A là hai số được chọn có tổng là lẻ, thì khi đó chúng ta sẽ xét đấy là một số chẵn và một số lẻ. Nên P của A ngang sẽ bằng 13/25. Nhưng nếu các em không chú ý khi tính được P của A ngang thì chúng ta phải tìm ra PA, thì các em rất có thể chọn phương án B là phương án nhiễu. Chúng ta thấy đây cũng là câu hỏi ở mức độ vận dụng. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 5 như sau. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có 5 chữ số. Xác suất để số được chọn có dạng A, B, C, D, E với A nhỏ hơn B, nhỏ hơn C, nhỏ hơn D, nhỏ hơn E bằng phương án A 21/125, B 7/5000, C 5/9 và D 7/2500. Với bài toán này, trước hết các em sẽ xác định xem là có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số. Chúng ta sẽ xác định không gian mẫu omega, xác định biến cố cần tính xác suất. Gọi x là tập các số tự nhiên có 5 chữ số A, B, C, D, E. Thì các em thấy để chọn ra một số tự nhiên có 5 chữ số A, B, C, D, E thì có thể được thực hiện như sau. Thứ nhất là chúng ta chọn chữ số A thì có 9 cách chọn do A khác không. Chọn các chữ số B, C, D, E thì mỗi chữ số đều có 10 cách chọn. Nên theo quy tắc nhân chúng ta sẽ có 9 nhân với 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10, tức là bằng 9 nhân với 10 mũ 4 cách chọn. Và mỗi cách chọn này sẽ tạo ra một số tự nhiên thuộc tập x. Nên số phần tử của tập x sẽ bằng
9 nhân 10 mũ 4. Không gian mẫu omega là tập hợp tất cả các cách chọn một số tự nhiên thuộc tập x. Do đó, số phần tử của không gian mẫu n omega sẽ bằng C1 của 9 nhân 10 mũ 4 và bằng 9 nhân 10 mũ 4. Như vậy, chúng ta đã xác định được không gian mẫu và số phần tử của không gian mẫu. Gọi A là biến cố. Chọn được số tự nhiên A, B, C, D, E có A nhỏ hơn B, nhỏ hơn C, nhỏ hơn D, nhỏ hơn E. Thì các em thấy do A khác không nên dẫn tới cả 5 số A, B, C, D, E đều thuộc vào tập hợp gồm có 9 chữ số là 1, 2, 3, 4, vân vân đến 9. Thì ở đây các em chú ý trong việc xác định số phần tử của biến cố A như sau. Với mỗi tập con có 5 phần tử của tập Y gồm các phần tử 1, 2, vân vân đến 9 thì sẽ tạo ra duy nhất một số tự nhiên thuận lợi cho biến cố A bằng cách sắp xếp các phần tử của tập con này theo thứ tự tăng dần sẽ được một số tự nhiên như vậy. Và ngược lại, mỗi số tự nhiên thuộc tập A thì các chữ số của nó sẽ là một tập con có 5 phần tử của tập Y. Như vậy, mỗi một số tự nhiên có 5 chữ số dạng A, B, C, D, E với A nhỏ hơn B, nhỏ hơn C, nhỏ hơn D, nhỏ hơn E thì sẽ ứng với một tập con có 5 phần tử của tập Y. Nên số các số tự nhiên như vậy sẽ bằng số tổ hợp chập 5 của 9 và bằng C59. Do đó, chúng ta tính được NA sẽ bằng C59. Vậy, xác suất cần tính PA sẽ bằng NA trên N omega và bằng 7 phần 5.000. Trong câu hỏi này, thì đáp án là B. Thì đây cũng là câu hỏi ở mức độ vận dụng. Trong câu hỏi này, điều quan trọng nhất là các em cần nắm được mỗi một số tự nhiên thỏa mãn biến cố A thì tương ứng với một tập con có 5 phần tử của tập Y gồm có 9 chữ số 1, 2, vân vân đến 9. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay thì các em cần ghi nhớ cho thầy giáo hai nội dung. Thứ nhất, các em phân biệt được quy tắc cộng và quy tắc nhân, xác định được khi nào sử dụng hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, các công thức tính và áp dụng vào các bài tập cụ thể. Thứ hai, các em biết cách xác định không gian mẫu, biết cách mô tả biến cố và tính được xác suất của biến cố trong các bài toán không quá phức tạp. Về nhà, các em ôn tập lại các nội dung trên và làm các bài tập tương ứng được chuyển đến các em sau mỗi bài học qua nhà trường hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Chào các em, chúc các em sức khỏe, học tập và rèn luyện tốt.